Dạ, em Phượng xin kính chào quý cô chú và anh chị gần xa ạ. À. Hiện tại em đang có mặt tại đường Đặng Văn Mê, đường bê tông 2,5 m thuộc ấp Bình Phú, xã Bình Trưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ, ở ngay cái vị trí này, ngay vị trí em đang đứng. Gia chủ có ký gửi em một cái thửa đất có tổng diện tích là 374 m², với chiều ngang mặt tiền của mình là 15 m, chiều sâu vô một cạnh là 28 m, một cạnh là 26 m. Hướng đất của mình là hướng chánh đông nha. Trên đất có 200 m² là đậu cư. Dạ, gia chủ đang ký gửi. À, giá bán cái thửa đất này là 1 tỷ đồng ạ. Dạ, từ ngay cái vị trí thửa đất á, theo hướng màn hình em mình đi tầm khoảng 200 m là mình sẽ về đến đường nhựa, lộ Ông Quan, đường Phan Thanh. Ở ngay vị trí đường Phan Thanh á, mình rẽ phải tầm khoảng 1 km. À, là mình sẽ về đến ngay vị trí tỉnh lộ 876 nha. Ở ngay vị trí đó mình rẽ trái thêm khoảng 1 km nữa là mình sẽ ra đến ủy ban xã Đông Hòa, trạm y tế Bách Hóa Xanh, trường học, chợ Đông Hòa. Còn nếu như mình rẽ phải cũng khoảng là tầm 2 km là mình về đến trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, bệnh viện, ủy ban của xã Vĩnh Kim cũng như là chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim ạ. À. Từ thành phố Hồ Chí Minh á, cô chú anh chị mình về đến thửa đất này chỉ tầm khoảng 65 đến 67 km. Dạ, còn từ thành phố Mỹ Tho mình qua đây tầm khoảng 12 đến 14 km ạ. À. Giá 1 tỷ đồng á, là mình còn gặp được trực tiếp chủ để thương lượng nha. Và chủ sẽ bao cho mình tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên luôn. Dạ, đất thì cao ráo bằng phẳng. Em đang đi tới cái vị trí cuối đất là cuối đất mình là ngay cái vách của nhà hàng xóm mình luôn. Ngang 15 m, mặt tiền hướng chánh đông, cạnh cái cạnh bên bên đây của mình á, là 28 m nè. Vào cạnh bên phía bên bên rào, để em xoay qua cho cô chú anh chị mình xem. Dạ, cạnh bên đó đó, bên lưới hàng rào 40 á, là 26 m, 26 m rưỡi luôn á. Dạ, cao ráo, chủ đã san lấp cao ráo bằng phẳng có 200 m thổ cư luôn. Dạ, hướng đất là chánh đông, chủ bán với giá là 1 tỷ đồng ạ. À. Đất của mình thì sổ hồng sẵn, pháp lý rất là rõ ràng. Khu vực này thì dân cư sống hiện hữu rất là đông đúc luôn. Điện nước, wifi đều kéo ngang đất của mình hết. Tuyến đường của mình là cũng là tuyến đường thông luôn ạ. À. Dạ, ấp Bình Phú, xã Bình Trưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ, 374 m², có 200 m² là đất thổ cư, giá là 1 tỷ đồng. Đất sổ hồng sẵn, pháp lý rất rõ ràng luôn. Khu vực này dân cư sống rất là đông đúc và mình cách đường nhựa 6 m, chỉ tầm khoảng 200 m thôi. Về đến tỉnh lộ 876 á, chỉ khoảng là 1,2 km. Mình ra đến ngã ba Đông Hòa, ngay vị trí giao nhau với quốc lộ 1A, cũng chỉ tầm khoảng 2 đến 2,2 km thôi ạ. À. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh mình về đây chỉ tầm từ 65 đến 67 km. Mình cách chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim và 2,2 km. Dạ, giá 1 tỷ đồng, chủ sẽ bao cho mình nó tất cả thuế phí luôn nha. Dạ, cô chú anh chị có quan tâm đến thửa đất em đang giới thiệu, dạ vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0947071309 ạ. À. Em xin phép được kết thúc video của em ở đây. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của em trong hàng ngàn hàng vạn video khác ạ. À. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại cả nhà mình nha. Thank you.